có thể tiếp cận được nhiều nhất với không gian xanh nội khu và ngoại khu. Đến với Ecoprint Sài Gòn, sống trong không gian ngập tràn sắc xanh hiếm có giữa đô thị sôi động, với hạ tầng đầy đủ và vô cùng tiện ích luôn sẵn sàng cho bạn trải nghiệm. Ecoprint Sài Gòn xứng tầm để trở thành khu đô thị xanh đẳng cấp hàng đầu tại quận 7 Hồ Chí Minh. Tương lai của bạn là ở đây, nơi thỏa nguyện tận hưởng, mua sắm, thưởng thức và nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày dài mệt mỏi, nơi để quay về với không gian hiện đại mà thân thiện. Bạn chọn Ecoprint Sài Gòn và chúng tôi đem đến cho bạn tất cả không gian đầm ấm cho cả gia đình như trong kỳ nghỉ dưỡng. Từ thiên nhiên đến mọi dịch vụ đều hài hòa, sinh động và đẳng cấp, để mỗi nhịp sống hàng ngày của bạn tại Ecoprint Sài Gòn đều là một ấn tượng khó quên, để mỗi tiện ích của Ecoprint Sài Gòn đều là một trải nghiệm không thể thiếu của cả gia đình bạn.